Xin chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 6 2024, bên em lại lên video nhé. Thì bên em ngày nào cũng lên video từ 12 giờ trưa và tối từ 6 đến 8 giờ tối nha các bác nhé. Thì số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhé, ba số điện thoại là 0915198883 và 0364011683 nhé. Anh em mua hàng anh em kết bạn Zalo nhé. Hàng của bên em đi là có cọc nha các bác nhé. Anh em cọc trước 500.000 đồng, nhận hàng các bác kiểm tra hàng ok các bác thanh toán lốt. Thì hôm nay em có mấy con này, giới thiệu con CBF 125 này, một con UEFA đời 2023 nhá, CD90, máy 110 và cục Suzuki GN 125 và cục máy Suzuki Viva đời cao nhá. Thì bên em đều có mã máy và giá tiền nhá, anh em cứ mua được cục nào bên em cọc trước 500, đóng hẳn cửa ổn quá. Rồi đầu tiên bên em giới thiệu các bác con đầu tiên nhá. Con đầu tiên thì nó là con Suzuki GN 125. Đấy, phải nói là hàng này nó quá là VIP rồi. Giá 3,8 triệu nhá. Nhưng mà thật ra các bác là rẻ thì đi đôi nó không chất lượng thì nó không đi đôi mới lại rẻ được. Thì con này em cam kết các bác là máy móc nguyên bản zin 100%. Côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ, củ đầy chưa thay, đầu chưa tháo. Con này là T5 giá 3,8 triệu nhá. Anh em là có con Suzuki GN ấy, là anh em có thể mua con này về. Là anh em chỉ sang đọc cái bộ vách kia thôi. Sang vách, đây là hàng nội địa của Trung Quốc. Đây là máy nó gần như là mới. Con này sản xuất đã đời của nó là đời 2020-21 rồi. Đấy, máy nó rất là mới nhá các bác nhá. Bỏ ra dầu vàng óng. Thứ hai anh em đều bó rồi. Nó gần như là mới nhá. Vì ở đây nó có một cái bộ trục cam nhá. Trục cam. Thì nếu mà anh em con đi đến con đời sâu nhá, thì là cái trục cam mấy cái nhôm này nó sẽ mòn đi, nó không thể làm nó êm nó ngon được nữa, nên là cái đồ mới này nó ăn nhau của đầu bò nữa, rất là mượt luôn các bác nhá. Cái quả của nó sẽ là quả nó khác biệt hoàn toàn và số má của nó cũng rất là mượt luôn các bác nhá. Đấy thì cái giá tiền con này đây anh em nhìn nhá, con này là mã máy của nó có zin nguyên bản 100% nhá, quá là ngon luôn. Con này kèm theo cả chế hòa khí nữa nhá. Con này là mã T5 các bác nhá, 3,8 triệu đồng bao ship. Con này thì bỏ ra nó quá chất luôn rồi. Đấy thì bên em vừa lắp một con vào con Su GL ấy, máy chạy quá đẳng cấp luôn các bác nhá, máy lổ như xe mới luôn. Đấy anh em nào mà có con xe kỷ niệm của mình mà Suzuki GN mà anh em bị hỏng lát máy rồi thì anh em có thể mua con này anh em về thay thế nhá. Cái này là hàng Suzuki, hàng chính hãng nhưng mà được phân phối tại thị trường Trung Quốc nha các bác nhá. Suzuki này, đấy máy rất là ngon. Đây. Số của nó đây anh em nhá. Đấy, số của nó đây. Đấy, móc 1 2 3 4 5. Các kiểu đây anh em nha. Đấy số của nó đấy. Rồi. Tiếp theo em giới thiệu con thứ hai nhá. Con thứ hai này. Con này là con máy UE110. UE110 nhá các bác nhá. Con này thì máy móc thì lổ ngon êm, có clip lổ nha anh em nhá. Con này giá 2,9 triệu nhá. 2,9 triệu em bớt các bác 200 còn 2,7 triệu. Con này C95 các bác nhá. C95. Đấy nhiều các bác mua lại đây anh em này. Là chế hòa khí lêu, đây là chính hãng nhá. Nếu mà mua mới anh em mua phải 500.000 một cái rồi, 500-600.000 một cái. Đầu bò zin nha các bác nhá. Đầu bò zin. À đâu, con này chạm rồi. Nhưng mà máy móc lỗ rất là ngon nha anh em nhá. Con này chạm này nhưng mà máy móc lỗ ngon. Đấy, em cam kết lỗ ngon, giá 2,7 triệu thôi. Rất là êm luôn. Con này thì nó côn zin nhưng mà đầu chạm nhá. Con này đời 2010 các bác nhá. Cốt máy đẹp này, máy móc rất là ngon luôn. Con này kèm theo dàn điện 2,7 triệu. Kèm theo 2,7 triệu nhé anh em nhé. Thôi con này em để các bác 2,6 triệu. Đấy, bao ship nhá. Con này em bán xả lỗ này, 2,6 triệu, C95 các bác nhá. Rồi tiếp theo con giới thiệu các bác con thứ ba này. Con thứ ba là con CD90. Con này thì máy móc cực chất, cực ngon rồi. Con này quá VIP luôn. Con này có chế hòa khí không? Con này thì đây nha các bác nhá, đầu bò zin nhá. Đây. Mỗi tội ốc nó hơi han, hơi bẩn một tí thôi. Con này đầu bò E32, hơi 90. Cái này lốc đây. Lốc bên điện của nó là Made in Japan, thì cái thời này thì không có hàng nhái rồi. Đấy, cốt máy anh em nhìn này, gần như 100%. Côn zin, điện zin, vách rất trẻ. Con này zin nguyên bản nhưng không có chế nhá. Không có chế hòa khí. Con này là mã B10. Giá 5,5 triệu anh em bớt các bác, còn 5,2 triệu rồi, 5,2 triệu bao ship nhá. Con này theo cần đạp thôi. Đấy, nhiều cái là con nó cũng hạn chế một chút nên là anh em mua anh em
xem kỹ nhá. Được cục máy về anh em có cục CD, anh em sang hoặc là anh em mua về để lấy đồ nhá. Anh em lấy đầu bò này, lấy hơi này, lấy vách này, hoặc là anh em lấy côn đấy để về anh em sang xe của mình thì rất là tuyệt vời luôn. Thì con này quá chất luôn nha các bác nhá. Thì con này là mã B10 giá 5,2 triệu bao ship. Điện điếc rồi em, điện xịn hết các bác nhá. Điện ngon, điện xịn hết. Rồi. Rồi tiếp theo em giới thiệu các bác một con thứ tư ngày hôm nay. Từ ngày hôm nay đó là con con Uy 203. Uy Alpha 203 các bác nhá. Con này thì nó là côn zin nhưng mà hơi lốc hơi vỡ, hơi xấu một chút nhá. Đó là côn zin, điện zin, vách giữa chia trẻ, cụ đề chưa thay. S30 giá 4,3 triệu em bớt cho các bác. Còn con này chỉ còn 3,8 triệu thôi. 3,8 triệu bao ship nhá. Lốc cong. Đấy, con này thì em bớt cho các bác 500.000 đấy. Bớt quá sâu luôn. Nói chung là hàng bây giờ bên em đang cần dọn kho để trả mặt bằng nên là bên em thanh lý lớt nữa anh em nhá. Đây. Con này anh em nhá. Đấy. Cái này còn zin hết nhá các bác nhá. Đấy, con này thì nó trực nguyên, nó không có dàn điện nhá. Không có dàn điện, đầu bò zin nhá. Đấy, máy móc thì có clip lổ anh em nhá. Con này có clip lổ, giá 3,8 triệu đồng bao ship. Đây, củ đề Uy đời đầu nhá, nó hay có cái thằng logo như kia là củ đề xịn nhá các bác nhá. Đấy, máy móc còn rất là ngon, nó êm luôn. Thì anh em nào mua thì có clip lổ. Con này S30 giá 3,8 triệu nha anh em nhá. Đấy, chế thì nó là lai chế rồi, nó không phải là chế xịn nữa. Thì giá là 3,8 triệu thôi. Con này nó vỡ về anh em, cái của mình có thì anh em mua về nhá. Đấy, máy móc thì có clip lổ rất là ngon rồi. Rồi tiếp theo em giới thiệu các bác con thứ 5 ngày hôm nay. Đây. Đấy, con này thì các bác nếu mà ở thị trường Việt Nam thì các bác rất là ít thấy luôn. Thì cứ có mỗi bên em nó phân phối có đấy. Đó là Honda máy đứng để về anh em độ chế xe win. Win Tracker hoặc là anh em những cái dòng máy đứng như này hoặc SuGN nhá, nó là dòng của Honda. Cái phần điện của nó thì anh em có thể dùng điện điện Uzim mà anh em có thể lắp được hết nhá. Đấy. Thì con này nó là tên máy của nó là Honda CBF125 nhá. Con này zin nguyên bản. Giá cửa tiền của nó bên em là con này là S80, bên em giờ nó bán 4,5 triệu nhá. Anh em nào thiện chí lấy em lấy 4,2 triệu bao ship cho tất cả anh em. Rất tất cả anh em, đây là côn tay 4 số vòng nhá. À 5 số nhá, côn tay 5 số. Đấy, máy cực kỳ chất luôn. Con này thì lắp lên thì tuyệt vời luôn anh em nhá, không có cái gì phải thắc mắc cái con này nữa cả. Con này là máy zin nguyên bản nhá, côn zin, điện zin, vách giữa chia trẻ, cụ đài chưa thay. Hơi 125. Anh em nào mà mua mà sợ không có đồ thay thế nhá thì anh em mua thêm một cái bộ hơi này. Em đang có một bộ hơi chính hãng này giá 500.000 nữa. Anh em mua là bên em có kèm theo thêm nhá. Đấy, và chế hòa khí cũng là chế hòa khí xịn của nó. Đấy, rất là ngon luôn Honda. Đấy, con này là CBF 125 máy đứng. Giá tiền là 4,3 triệu đồng bao ship nha anh em nhá. Đấy, CBF. Rồi, tiếp theo giới thiệu một con cuối cùng ngày hôm nay. Đây. Đấy, có nhiều đấy, anh em mua được con này thì nó quá tuyệt vời, giá rẻ luôn. Con này giá 1 triệu em bán được 1,6 triệu nhá. Con này là mã A1. 1,6 triệu nha anh em nhá. Con này là em tả qua một chút nha, nó là con Suzuki Viva đời cao. Đấy, nhưng mỗi tội đầu bò ốc nó hơi bẹp bẹp tí thôi. Con này là hơi 110. Anh em có thể lắp cho Suzuki Smart này. Anh em lắp có thể Suzuki Viva này, Zevo này. Nói chung là đây này, cái dòng này là đời cao, côn tự động 4 số tròn nhá. Đấy, cốt máy còn đẹp, con này lổ quá ngon luôn, con này có clip lổ nhá. Anh em là mua bên em có clip lổ hết. Con này là mã A1 giá 1,6 triệu nhá. Thì con hàng này thì bên em có bảo hành nhá, máy móc chuẩn chỉ ngon, lổ êm không khoái nhá. Đấy, lổ êm không khoái, về anh em chỉ việc lắp lên là ngon thôi. Đấy, giá con này là A1 máy Suzuki Smart. Đấy, thì bên em có rất là nhiều loại, anh em có thể vừa đăng ký kênh vừa xem kênh nhá. Thì máy Fuse 1 này, Fuse 2, Fuse 1, Fuse Neo, đấy bên em đều có hết. Sirius đời cao, Uy 110, Zim, Uy Zim cũng in đầy đủ hết đấy các bác nhá. Đây, kho máy em rất là nhiều nhá. Lúc nào trong nhà hàng trăm con máy để phục vụ tất cả các bác, tất cả anh em. Đây. Cái hàng bên em đi ngày nào đi cũng mỗi một video ngày là tối bên em lên là đều cho đi hết. Nên là các bác cứ mua đến đâu là bên em hết đến đấy. Thì anh em có ok được thì anh em có thể cọc tiền cho bên em nhá. Đây. Hàng này đây, Bình Phước này, Bù Đăng này, Hà Nội này. Đấy, An Giang này,
Đấy, nói chung là hàng bên em đi rất là nhiều nha anh em nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh nhá. Chào tất cả các bác, tất cả anh em.